ơi, tại mình đang có mặt tại quảng trường Hùng Vương và hôm nay là ngày 23 tháng 12, ngày mai thì sẽ diễn ra sự kiện tại nhạc hội trái tim rán em đôi ta người đọc tiếng Anh là người kẹp sau học được giờ
không. Anh em nào bên con nhờ hay không à? Cuối tuần rảnh ra bên con nha, xe rất là đông vui.
xem sân khấu đang test rồi. Yeah.